một ký thuốc á thì mình bón cho một công. Rồi. Lần thứ hai thì một ký thuốc mình trộn với mùn mạt cưa. Rồi, đó, sau đó mình bón cho một công đất nữa. À, rồi rồi của mình bao nhiêu công? 20. 20 bao nhiêu ký? Thì 20 ký. 20 ký còn hết? Hết rồi. Hết rồi á hả? Trời ơi, tao cúi mày lụng đầu bây giờ hết rồi á, còn dầu nó nằm ở đâu? Ôi má lạc hậu ghê luôn á. Hiện giờ lúa đang trong giai đoạn bón phân đón đồng, mình chỉ cần trộn với phân bón là tiện nhất vậy thôi. Trời ơi, tao không biết thì giải thích cho tao biết. Trời ơi, đúng là xanh mày ra mà đúng. Trời ơi, không nhờ cậy gì được, mỗi lần nhờ nó mắng tôi cái đồ bất hiếu chi tử đại nghịch vô đạo. Anh Thuận. Ôi, đi từ từ coi chừng té bây giờ. Trời, cái gì vậy? Em chạy ra đây để báo anh một tin là để lập công với má em nè. Lập công với má em hả? Hết phân rồi mày đem đi xa quá, để nắng tao đi mệt quá. Đưa miếng phân coi. Đây nè. Tụi đi đâu đây? Chỗ người ta đang gãy phân đi ra đây làm gì á? Em ra hỏi anh Thuận cái vụ rải thuốc hạt làm sao cho hiệu quả á. Trời ơi, đẹp ơi đẹp. Cái vụ mà rải phân thuốc hạt đúng không? Rồi. Hỏi nó đi. Nó đã tao nói nó giỏi lý thuyết nó biết, còn tao quen thực hành rồi, hiểu không? Đây nè, để nói cho nghe. Trước chỗ bà con mình cần bón 2 lần. Lần 1 rải thuốc hạt lúc lúa 20 đến 30 ngày kết hợp phân bón. Lần 2 rải thuốc cộng kết hợp 1 ký thuốc hạt, 1 ký cho 1 công. Ôi thấy chưa, anh Dần hay ghê vậy đó. Hay sao không hay mà, thôi cho chết em đi về để em thôi má em la. Em về trước nha. Thôi nói nghe nè, để tôi về bên đó rồi tôi chỉ. Hả? Về. Tao biết rồi, chỉ. Bây giờ mày để tao đi, biết sao không? Cái tiền công á bên. Ủa, đẹp mới kêu tao mà. Không, cái tiền công mà ở bên cô hội trả ít lắm, không có bằng anh chị Bảo đâu. Không, mày ở đây nè, đó mày đi mày làm chị Bảo đi chứ mày bệnh mày làm là mày khóc luôn á. Mày làm bệnh là mày khùng thiệt luôn á. Bây giờ chẳng lẽ mình tao gãi hả? Mày gãi đi, mày lo đi, tao giúp mày á, nghe. Cái gì kỳ vậy? Bye bye nha, tao đi. Út Đẹp ơi. Dạ, nhà mình có người rải phân với bón phân chưa? Chưa. Để con phụ cho. À, dạ. Tính qua đây giúp nhà tôi đó đúng không? Dạ đúng rồi, con giúp cho. Nhưng mà tôi không có tiền đâu trả. Không cần tiền, con không cần tiền đâu. Không cần tiền. Không cần tiền, dạ. Rải giúp luôn. Tự nguyện luôn. Tự nguyện mà bây giờ ông đâu hả? Ta đang nói chuyện với mày mà. Tự nguyện. Rải một mình lên 20 công. Một mình lên 20 công. Nhớ nghe chưa? Dạ. Được rồi. Muốn giúp á thì tôi cho giúp. Nhà tôi đâu có nuôi ngựa mà nó hí dữ vậy trời. Ở đó chờ đi, tôi mua phân về rồi rải cho tôi. Dạ. 20 công đó, không tính tiền đó. Để không bị cháy rầy ở giai đoạn trong và sau Tết á, thì bà con nhớ là cắt lứa rầy trước rõ nhé. Và cũng nhớ là việc sử dụng thuốc là phải đảm bảo đúng kỹ thuật bà con nghe. Chúng ta sẽ kết hợp thuốc ở lần bón phân đợt 2 và đợt 3 nè. Rồi thăm đồng thường xuyên, kiểm tra kỹ tuổi rầy. Nếu sử dụng thuốc dạng hạt á, thì chúng ta nhớ là phải mặt ruộng là phải ẩm, duy trì mực nước trong ruộng á, là từ 3 đến 5 cm. Có như vậy á, thuốc mới thấm nhanh và thấm sâu được. Bà con mình lưu ý nhé, cắt lứa đầy trước trổ, an tâm ăn Tết.
ADC hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Cao ngay hiếp dưới bông con đi nào bà con, rất nhiều giải thưởng giá trị thật ngon đang chờ. Chương trình cao hiếp vàng lái xe sang, giải đặc biệt xe Toyota Quigo, 19 xe Future, 29 Smart TV Samsung 50 inch và hàng chục ngàn hộp sữa Singapore Ajito, đặc biệt 4 thứ cào mỗi lớp một hộp sữa. Tìm hạnh phúc lớn lao bất ngờ, chúng Toyota Quigo sướng ơi là sướng, hết muốn là được. Chiếc hoàn toàn mới, diệt sâu cực mạnh, sổ chết cực nhanh, diệt sâu kháng thuốc và sổ với lứa, chiếc kiểu nào cũng chết. Chiếc hoàn toàn mới, diệt sâu cực mạnh, sổ chết cực nhanh, diệt sâu kháng thuốc và sâu với lứa, chiếc kiểu nào cũng chết. Mới phun chiếc xong thấy sâu quéo dẫm liền, phun chiếc xong sâu chết tại ổ luôn. Mới phun thuốc một ngày mà sâu nó chết đen đầu hết luôn. Sâu chết đủ kiểu mà con ơi. Chiếc kiểu nào cũng chết. Chiếc kiểu nào cũng chết. Nhà nông hội nhóm, nông nghiệp tiến lên những bờ.